Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 7 năm 2021, Thường trực Ban Bí thư đã có điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống COVID-19. Trong đó nhấn mạnh, toàn hệ thống chính trị tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch. Tại thành phố Đà Nẵng, trong bối cảnh dịch bệnh có nhiều diễn biến khó lường, ngày 22 tháng 7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố đã quyết định triển khai các biện pháp mới quyết liệt hơn nhằm sớm cắt đứt chuỗi lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Đến nay, sau một tuần áp dụng các biện pháp siết chặt hơn trong phòng chống dịch, hầu hết người dân đều nâng cao ý thức thực hiện chấp hành, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, tuân thủ nghiêm biện pháp 5K. Đó là cách mà người dân đang cùng chung tay với cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống dịch đầy khó khăn lúc này. Cấp ủy chi bộ, ban đảng mặt trận và tổ COVID cộng đồng xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thực hiện xuyên suốt trong thời gian rồi và thực hiện tuyên truyền sâu rộng ý thức bà con nâng lên. Cùng với việc gia tăng các biện pháp quyết liệt hơn nhằm sớm chặt đứt chuỗi lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, công tác xét nghiệm, truy vết, khoanh vùng, dập dịch cũng được ngành chức năng thành phố tập trung cao độ. Cùng với đó là phát huy cao độ vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong củng cố hệ thống phòng dịch tại cơ sở. Các cái thành viên tổ COVID được cơ cấu vào tổ COVID cộng đồng thì họ hoạt động là luôn luôn nắm bắt cái địa bàn từng hộ dân một, nắm bắt nhân khẩu từng hộ dân một, cho nên là nó cũng có thuận lợi. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong tình hình mới là vấn đề hết sức cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Chúng tôi tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống dịch. Tập trung tuyên truyền những chủ trương, những chỉ đạo lãnh đạo của thành ủy cũng như là của ban chỉ đạo đến với người dân thành phố. Đặc biệt tập trung đấu tranh phản bác những cái thông tin sai trái, xuyên tạc về cái tình hình phòng chống dịch. Nhằm thực hiện có hiệu quả các yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch hiện nay, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu người đứng đầu cấp ủy tập trung chỉ đạo sát sao, phát huy vai trò của các cấp ủy chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, kiểm soát kịp thời, không để dịch lan rộng.